cháy lông đi, cháy lông cho cọp đi. Này vẽ bằng màu béo dài, nhưng mà cái cách diễn tả của Việt á là thuộc về cái phong cách vẽ sơn dầu. Vậy là bác thấy quay rõ vô thấy cái dạng vẽ nó giống chân sơn dầu không? Không phải là vẽ bình thường ha, vẽ sơ sài ha. Phủ hết áo luôn, nhưng mà màu không có bị cứng nha, màu rất là mềm dẻo nha, không bị cứng. Nếu mà cứng là thất bại à. Việc vẽ cái hình này á sắp xong rồi, mất hết khoảng một ngày 8 tiếng xong cái hình này. Thấy không, vẽ hoành tráng luôn, có 8 tiếng màu thôi, mình tự áp lực lấy mình luôn. Thấy cọp dữ không? Cọp quá dữ không? Cọp mà không có dữ á, làm sao gọi là cọp? Diễn tả làm sao mà nó thần sắc á, cọp cũng phải dữ. Cọp mà hiền khô à, đâu có được. Nhìn bức tranh nha, đây là cái áo nền trắng đó, áo nền trắng nha, phủ hết cái hình sau lưng đó. Đã không bà con, thuộc này mặc đi dài đã nha. Rồi, chuẩn bị treo lên. Rồi, tắt đi.